Khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lượt dắt trầm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài Gò quan. Khi nào trao ngọc chuốt vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. Khi nào mắt đẹp mày thanh, bây giờ thấy dáng thấy hình là đâu. Khi nào lên gác xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. Khi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa. Khi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ mấy rước trăng đưa mơ màng. Khi nào ra trướng dạo màng, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng núi khuất xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Khi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ la hiểu nhành tươi vui gì. Khi nào bán hữu sum dày, bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiêu. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi, thọ nay thời còn đâu. Sáng mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng. Nghèo mà đôi khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai. Phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng thác xác xài cũng vong. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dốt cũng chung một gò. Biển trận nhiều nỗi gai go, mau mau nhẹ gót qua đò sông mê. Sự đời nên chán nên chê, tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. Vong hồn ơi hỡi vong hồn, cuộc đời nay biển mai còn tỉnh chưa. Tỉnh rồi một giấc say xưa, sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn về cực lạc nước kia, cho xa hàng quỷ mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà, phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, dắt hồn ra khỏi sáu đàn nghiệp nhân. Quan Âm Bồ Tát vui mừng, tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài. Với cùng thế chi các ngài, cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng. Có bào cái có tràng phan, có mùi hương lạ có đàn ngọc xây. Có trời cắt
cõi truy tùy có đần có trống rước đi một đường. Rước về đến cạnh Tây Phương có ao thất bảo có hương ngũ phần. Lưu ly có đất sáng ngần mạ ni có nước trong thần chảy quanh. Thất trận có bãi lốt thành bãi hàng cây bao hoa bãi dành lưỡi châu. Có ngân cát có kim lầu có chim nói pháp nhiễm màu dễ nghe. Nghe rồi tỏ đạo bồ đề bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền.